Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối hôm nay, thứ tư ngày 13 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Kỷ niệm ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ngày ASEAN quản lý thiên tai theo hình thức trực tuyến. Hội thảo khoa học xác định số kỳ đại hội đảng bộ huyện Đông Giang và Tây Giang. Lãnh đạo tỉnh thăm các doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Thưa quý vị, sáng nay Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ngày ASEAN quản lý thiên tai theo hình thức trực tuyến. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai chủ trì. Chủ đề Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13 tháng 10 năm 2021 là hợp tác để cùng vượt qua thách thức kép. Việt Nam muốn nhấn mạnh đến toàn cầu nói chung và khu vực ASEAN nói riêng đang phải đối mặt với thảm họa COVID-19 và diễn biến thiên tai diễn ra phức tạp, cực đoan trên quy mô toàn cầu. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, trong một thế giới phẳng nơi mà các quốc gia lãnh thổ đều có ảnh hưởng lẫn nhau trong giải quyết các vấn đề mang tính liên quốc gia. Vì vậy, hợp tác để cùng vượt qua thách thức kép chính là chìa khóa để giúp các quốc gia vượt qua dịch bệnh nhằm khôi phục kinh tế và tăng cường sức chống chịu trước thiên tai. Đây cũng là thông điệp mà Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2021 muốn lan tỏa. Sáng nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học xác định số kỳ đại hội đảng bộ huyện Đông Giang và Tây Giang. Hội thảo tập trung làm rõ quá trình ra đời của đảng bộ Bính Hiên trước đây và nay là đảng bộ huyện Đông Giang và Tây Giang. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, chủ trì hội thảo. Để đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng căn cứ địa miền núi, tỉnh ủy Quảng Nam quyết định thành lập đảng bộ huyện Bính Hiên. Ngày 7 tháng 10 năm 1950, hội nghị thành lập đảng bộ huyện Bến Hiên nhằm đề ra chương trình công tác lãnh đạo nhân dân, đồng bào các dân tộc miền núi Quảng Nam. Tháng 3 năm 1963, tỉnh ủy Quảng Đà quyết định giải thể huyện thống nhất để thành lập ba huyện mới là Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang. Cùng với việc thành lập huyện mới, tỉnh ủy quyết định thành lập đảng bộ huyện Đông Giang và đảng bộ huyện Tây Giang. Đến năm 1974, đặc khu ủy Quảng Đà ra quyết định hợp nhất hai huyện thành huyện Đông Tây Giang. Qua các thời kỳ, số kỳ đại hội của hai đảng bộ có lệch nhau. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử, các đồng chí nhân chứng, nguyên là lãnh đạo huyện Bến Hiên có những tham luận nhằm làm rõ quá trình ra đời của đảng bộ Bến Hiên trước đây và nay là đảng bộ huyện Đông Giang và Tây Giang. Qua đó xác minh lại số kỳ đại hội đảng bộ hai huyện Đông Giang và Tây Giang qua các thời kỳ. Trên cơ sở phân tích khoa học, góp phần thống nhất cách tính số kỳ đại hội đảng bộ hai địa phương vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa tôn trọng sự thật lịch sử. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cùng lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đã đến thăm chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên lĩnh vực du lịch nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay 13 tháng 10. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đến thăm Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An, Công viên Ấn tượng Hội An, Khu nghỉ dưỡng Phức hợp Hội Anna và Vinpearl Resort and Golf Nam Hội An. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân hết sức chia sẻ với khó khăn của các doanh nghiệp du lịch khi hoạt động hầu như bị đóng băng trong thời gian dài. Mặc dù tác động của dịch bệnh rất lớn, nhưng nhiều doanh nghiệp du lịch vẫn đảm bảo an sinh chăm lo cho người lao động, nỗ lực duy trì hoạt động, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ du khách khi tỷ lệ bao phủ vaccine đạt 70% dân số. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cho biết, dịch bệnh COVID-19 sẽ được kiểm soát tốt vào giữa năm 2022. Chính vì vậy, tỉnh Quảng Nam luôn ưu tiên cho lao động tham gia trực tiếp và người dân những địa phương có hoạt động lĩnh vực dịch vụ du lịch trọng điểm tiêm đủ 2 liều vaccine, sẵn sàng các điều kiện cho năm du lịch quốc gia tại Quảng Nam năm 2023. Nhân kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2021, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đã đến thăm chúc mừng các doanh nghiệp doanh nhân tại khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đã đến thăm Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Quảng Nam Đà Nẵng, chủ đầu tư Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy bi Việt Nam, Công ty giày Ricoh Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc và Công ty Cổ phần Công nghiệp Hỗ trợ Miền Trung cùng Công nghiệp An Lưu, thị xã Điện Bàn. Đây là những doanh nghiệp từng trải qua những thời điểm khó khăn do xuất hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đồng chí Hồ Quang Bửu ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn kéo dài vì dịch COVID-19. Các doanh nghiệp đã nỗ lực vừa duy trì sản xuất kinh doanh, vừa đồng hành cùng với tỉnh trong thực hiện tốt các mục tiêu ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh.
Tỉnh ghi nhận nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Nhằm ghi nhận, tôn vinh sự đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân cho sự phát triển của thành phố Tam Kỳ, chiều nay Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo thành phố Tam Kỳ cùng các đại diện tiêu biểu cho các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu đóng chân trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo thành phố Tam Kỳ cũng đã lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, đồng thời có những giải đáp tháo gỡ vướng mắc thuộc thẩm quyền đối với những đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp. Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, đại diện lãnh đạo thành phố Tam Kỳ cũng gửi lời chúc mừng và động viên cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, có phương án cụ thể để chủ động phòng chống dịch hiệu quả, kịp thời. Thưa quý vị, hai năm nay khi đại dịch COVID-19 hoành hành, hoạt động phần lớn doanh nghiệp, doanh nhân bị suy giảm nghiêm trọng. Hàng loạt doanh nghiệp lâm vào cảnh bế tắc, doanh thu giảm mạnh, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ. Trong bối cảnh đó, đội ngũ doanh nhân vừa nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để vượt qua thách thức, vừa chung tay góp sức cùng chính quyền và nhân dân trong rất nhiều hoạt động vì cộng đồng. Cùng với cơ chế chính sách hỗ trợ từ chính quyền, giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế càng khẳng định vai trò, vị trí cùng những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Nam. Mấy tháng đợt dịch lần thứ tư diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, các doanh nghiệp ở khu công nghiệp Thaco Chu Lai vừa tập trung cho việc đầu tư và cho ra đời hàng chục sản phẩm mới, vừa tham gia sản xuất và tài trợ hàng trăm xe chuyên dụng phục vụ việc lấy mẫu và tiêm vaccine lưu động, hỗ trợ tích cực cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Và ngay khi dịch bệnh có dấu hiệu được kiểm soát, chuỗi sản xuất được thay ngán suốt thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp đã được giới thiệu và mở bán ra thị trường. Sự ra đời của chuỗi sản phẩm gồm 8 mẫu xe du lịch thế hệ mới nhất của Kia được xem là một làn gió mới làm sôi động trở lại thị trường ô tô Việt Nam. Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo làm sao tôi phòng chống dịch tốt và xuất khẩu đảm bảo các chỉ tiêu như chúng tôi đề ra từ đầu năm. Cùng với khu công nghiệp Thaco Chu Lai, với chuỗi hơn 30 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở nhiều ngành nghề hoạt động khá ổn định bất chấp tác động của dịch bệnh, thì khu công nghiệp Tam Thăng với phần lớn doanh nghiệp, doanh nhân người nước ngoài cũng đã đồng hành cùng với tỉnh vượt qua khó khăn vì bạo dịch để tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất. Điều chúng tôi đặc biệt cảm kích là trong điều kiện nguồn vaccine còn thiếu, thì tỉnh vẫn ưu tiên cho hầu hết người lao động của chúng tôi được tiêm vaccine. Điều này không chỉ giúp kiểm soát dịch bệnh, mà còn là điều kiện cần để chúng tôi sản xuất ổn định. Đại dịch COVID-19 ập đến đã khiến nội lực của phần lớn doanh nghiệp, doanh nhân suy giảm. Trong bối cảnh đó, đội ngũ doanh nhân vừa nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để vượt qua thách thức, vừa chung tay góp sức cùng chính quyền và nhân dân trong rất nhiều hoạt động vì cộng đồng. Mục tiêu kép này cũng phải đảm bảo là công tác phòng chống dịch phải được đặt lên hàng đầu, rồi sau đó mới đến phát triển kinh tế. Và trong phát triển kinh tế thì cũng phải xem xét tùy theo từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn để có cái chỉ đạo, lãnh đạo cũng như hướng dẫn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển kinh tế một cách phù hợp nhất. Việc Quảng Nam trở thành một trong 9 tỉnh của cả nước có tốc độ tăng trưởng 2 con số, đứng thứ 5 cả nước và đứng đầu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Góp vào sự thành công đó phải nói đến hơn 8.000 doanh nghiệp. Hơn 8.000 doanh nhân lèo lái doanh nghiệp chính là đội ngũ kiến tạo đi đầu phát triển kinh tế và khởi nghiệp của doanh nghiệp. Thưa quý vị, kể từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 13 tháng 10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam, 17 năm qua, giới doanh nhân Việt Nam, trong đó có các doanh nhân hoạt động trên địa bàn Quảng Nam, đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh và có những đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dịp này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Phạm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi. Thưa ông, 2 năm vừa qua thì đặc biệt là năm 2021 thì cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước gặp rất là nhiều khó khăn do cái đại dịch COVID-19. Xin ông cho biết là cộng đồng doanh nghiệp Quảng Nam thì sao trước những cái khó khăn thách thức mà chưa từng có như thế này? Dịch bệnh COVID thì ảnh hưởng đến toàn cầu nói chung, Việt Nam là cũng không có ngoại lệ. Và đặc biệt cái cơn dịch lần thứ tư thì làm ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của Việt Nam, đến doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng mà trong cả đất nước thì Quảng Nam đây cũng
có cái nhiều cái yếu tố ma mán thuận lợi hơn, thì việc mà cũng ca nhiễm cũng ở một số ít và cái lây lan trong cộng đồng cũng kịp thời cũng dập dịch được. Thì cái việc mà lưu thông hàng hóa nguyên liệu rồi sản xuất rồi cái việc mà trên tổng thể thì cũng không được thuận lợi lắm, nhưng mà về cơ bản thì cũng là một cái điểm mà nó cũng tương đối an toàn. Một số với doanh nghiệp thì như các khu công nghiệp thì cũng phải công nhân nhân lực phải làm tăng thêm coi để cho nó kịp thời với những cái đơn hàng để hỗ trợ và bổ sung bù trừ cho những cái nơi dịch bệnh khác. Thưa ông, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 thì cái xu hướng hiện nay là chúng ta sống chung với dịch và phục hồi kinh tế trong cái trạng thái bình thường mới. Với cái cộng đồng doanh nghiệp Quảng Nam thì để mà có thể nhanh chóng phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh thì cộng đồng doanh nghiệp Quảng Nam cần cái sự hỗ trợ nào từ phía chính quyền? Hiện tại ở Quảng Nam thì cũng có ra những cái quyết định để mà nó thuận lợi trong việc các nhà đầu tư đến với Quảng Nam, như quyết định 2131, 2132 là hướng dẫn rất là cụ thể cái chương trình đầu tư và cái việc hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động lại thì cái ưu tiên và cái việc mà thủ tục hành chính là rất là quan trọng. Những cái quy trình của cái thủ tục pháp lý để đại diện cho doanh nghiệp, rất là mong các doanh nghiệp cùng chung tay đoàn kết. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi với chúng tôi và xin chúc mừng Ngài Doanh nhân Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương để nghe báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 và đưa ra một số đề xuất cụ thể trong tình hình mới hiện nay. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành ở tỉnh. Tính từ ngày 19 tháng 7 đến nay, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 710 ca bệnh. Công tác triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19, Quảng Nam có 1.068.985 người có nhu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 7 tháng 10, Quảng Nam mới được phân bổ 916.550 liều trên 1.966.932 liều. Lượng vaccine này mới chỉ đáp ứng được 30% người tiêm đủ 2 liều và 38,8% người tiêm 1 liều. Ngành y tế cho rằng hiện nay dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và có những đề xuất đó là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh nới lỏng giãn cách xã hội, các đơn vị địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là, phải tiếp tục triển khai quyết liệt, mạnh mẽ công tác phòng chống dịch COVID-19, không để bị động bất ngờ, nhất là khoanh vùng truy vết số ca dương tính mới phát hiện tại huyện Phước Sơn. Thưa quý vị, đến rạng sáng nay tại huyện miền núi Phước Sơn đã phát hiện thêm 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là những ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân F0 Hồ Thị Nờ vừa được phát hiện tại Bệnh viện Minh Thiện, thành phố Tam Kỳ vào trưa ngày 12 tháng 10. Theo đó, sau khi có biểu hiện ho sốt, bệnh nhân F0 Hồ Thị Nờ sinh năm 2003 có hộ khẩu thường trú tại thôn 1, xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn. Bệnh nhân đến thăm khám tại Bệnh viện Minh Thiện, thành phố Tam Kỳ. Qua test nhanh và cả xét nghiệm PCR cho thấy bệnh nhân đã dương tính với SARS-CoV-2 nhưng chưa rõ nguồn lây. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Phước Sơn đã chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương khoanh vùng, truy vết đối tượng F1 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Qua test nhanh, các thành viên trong gia đình bệnh nhân N phát hiện em ruột của bệnh nhân là HTNM đang học lớp 82 trường phổ thông dân tộc bán trú và trong một cơ sở xã Phước Chánh và một người cùng xóm đã có kết quả dương tính. Tính đến cuối giờ chiều nay, có 26 trường hợp xét nghiệm theo phương pháp PCR cho kết quả dương tính và một trường hợp test nhanh cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện luật Hợp tác xã Việt Nam năm 2012. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị. Tham dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thành. Giai đoạn 2013-2020, toàn tỉnh thành lập mới 237 hợp tác xã. Sau khi chuyển đổi hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, các hợp tác xã đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương án mới và đã mang lại hiệu quả, nâng cao được quy mô hoạt động và mức lãi kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất phát triển các dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh, làm thay đổi hình ảnh diện mạo của hợp tác xã so với trước đây. Nhìn chung hoạt động của các hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn, nhất là hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, hiệu quả hoạt động chưa cao.
Thời gian gần đây do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các hợp tác xã đều gặp khó khăn. Nhưng về cơ bản, các hợp tác xã thành viên đã thực hiện đúng luật hợp tác xã năm 2012. Việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và các nghĩa vụ khác theo quy định điều lệ hợp tác xã. Sáng nay, tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức chương trình Thanh xuân tươi đẹp nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 năm 2021. Chương trình Thanh xuân tươi đẹp đã ôn lại truyền thống vẻ vang qua chặng đường 65 năm của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 2021. Trong chương trình, với sự giao lưu với các vị khách mời là nguyên lãnh đạo tỉnh đoàn Quảng Nam đã giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên hiểu hơn về phong trào thanh niên Quảng Nam trong thời kỳ mới tái lập tỉnh. Chương trình cũng đã tặng giải thưởng 15 tháng 10, giải thưởng cao quý nhất của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dành cho cán bộ hội tiêu biểu trong công tác hội và phong trào thanh niên, tuyên dương 15 gương thanh niên sống đẹp năm 2021, trao giải cuộc thi kỹ năng thanh niên Quảng Nam. Thưa quý vị, những năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Núi Thành tích cực triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Có thể nói, phong trào trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ động viên tinh thần người lính không ngừng tham gia đóng góp với nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các mặt trận kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước là phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Nhiều phong trào chủ trương của Đảng, Nhà nước được các cấp Hội Cựu chiến binh cụ thể hóa bằng những mô hình cách làm sáng tạo. Đặc biệt trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới có các mô hình như thu gom rác thải trên đồng ruộng, tổ an ninh trật tự, tuyến đường tự quản, góp phần cùng địa phương hoàn thành 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới của thôn á thì chi hậu Cựu chiến binh là một đầu tàu gương mẫu nhất của các phong trào ở thôn. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh huyện cũng tích cực đẩy mạnh tranh thủ các nguồn vốn hơn 60 tỷ đồng giúp hội viên có điều kiện vay đầu tư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đến nay 100% cán bộ hội viên cựu chiến binh của huyện có kinh tế ổn định, trong đó có hơn 2.000 hộ cán bộ hội viên cựu chiến binh khá giàu, hộ hội cựu chiến binh nghèo và cận nghèo giảm dần qua các năm. Hội Cựu chiến binh xã Tâm Hiệp đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực và hoàn thành các chỉ tiêu thi đua trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu. Cán bộ hội viên cựu chiến binh huyện Núi Thành luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, tham gia tốt xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước. Đến nay có nhiều tập thể, cá nhân cựu chiến binh huyện Núi Thành được Ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh hội và Ủy ban nhân huyện ghi nhận, biểu dương với nhiều bằng khen, giấy khen thực hiện tốt phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, học tập và làm theo gương Bác. Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Yeah.